Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, giúp sẻ chia những gánh nặng cho người khi ốm đau. Cho đến nay thì luật bảo hiểm y tế tiếp tục được sửa đổi với nhiều những đổi mới thiết thực góp phần mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Và để giúp cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn những quy định trong luật bảo hiểm y tế và ý nghĩa của luật mang lại đối với người tham gia bảo hiểm y tế, trong mục phổ biến kiến thức y tế hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay bà Vũ Thị Thu Hương là Phó Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh để cùng giải đáp một số nội dung liên quan đến vấn đề này. Mời quý vị và bạn cùng theo dõi. Vâng, trước hết xin bà cho biết là những cái nội dung chính được quy định tại luật bảo hiểm y tế là những cái nội dung gì và những cái đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì gồm những đối tượng nào? Theo luật bảo hiểm y tế hiện hành thì nội dung chính được quy định trong luật bảo hiểm y tế đó là quy định về đối tượng đóng, mức đóng, trách nhiệm đóng và phương thức tham gia bảo hiểm y tế, trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia bảo hiểm y tế và cái thủ tục hồ sơ khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì căn cứ vào trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế chia làm 5 nhóm đối tượng. Đối tượng thứ nhất đó là đối tượng do người sử dụng và người lao động đóng, nhóm thứ hai là do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng và nhóm thứ ba là do ngân sách nhà nước đóng, nhóm thứ tư là do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và người tham gia tự đóng và nhóm thứ năm đó là tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Vâng, vậy thì xin bà cho biết là phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và những trường hợp nào thì không được hưởng bảo hiểm y tế? Người tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng các quyền lợi khi đi khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khi khám thai định kỳ và sinh con. Ngoài ra còn được thanh toán các chi phí về vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên các tuyến trên đối với cái trường hợp cấp cứu và đối trường hợp khi đang điều trị nội trú mà phải chuyển lên tuyến chuyên môn kỹ thuật. Đối với một số trường hợp như là trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo, người có công với cách mạng, hội cựu chiến binh và những người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bên cạnh cái quyền lợi được hưởng thì luật bảo hiểm y tế cũng quy định 12 cái trường hợp mà người tham gia bảo hiểm y tế không được hưởng. Có một số trường hợp nổi bật như là khi đi khám sức khỏe, khi sử dụng các xét nghiệm chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị, khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, khi khám chữa bệnh trong những trường hợp nghiện rượu, nghiện ma túy và các trường hợp gây nghiện sử dụng các chất gây nghiện khác và khám chữa bệnh phục hồi chức năng trong các trường hợp thảm họa. Vâng, vậy thì những cái quy định về thời điểm được hưởng quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế từ khi cấp thẻ là như thế nào? Đối với trong luật bảo hiểm y tế quy định đối với mỗi nhóm đối tượng khác nhau thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị cũng khác nhau, với nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng và nhóm đối tượng do bảo hiểm xã hội đóng và nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng thì thời hạn thẻ có giá trị của thẻ bảo hiểm y tế ngay sau khi tham gia đóng bảo hiểm y tế. Còn đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ và đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình lần đầu thì thời điểm có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế. Ngoài ra là đối với những trường hợp mà tham gia bảo hiểm y tế là từ lần thứ hai trở đi thì thời hạn có giá trị là ngay sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Còn riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thời hạn của thẻ sẽ có giá trị đến đủ 72 tháng tuổi. Trong cái trường hợp mà đến 72 tháng tuổi mà trẻ em chưa đi học thì thời hạn được kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó. Thưa bà, vậy thì ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế là gì? Việc tham gia bảo hiểm y tế mang lại rất là nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Đó là khi tham gia bảo hiểm y tế thì được khám bảo vệ sức khỏe khi mà chẳng may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Và ngoài ra thì gia đình sẽ giảm bớt cái gánh nặng tài chính khi chẳng may trong gia đình có người bị ốm đau, bệnh tật. Và cao cả hơn cả đó là ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế mang tính chất đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe, mang lại cái ý nghĩa nhân đạo và chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Đây là một cách tốt nhất để mọi người giúp đỡ nhau khi mà chẳng may gặp rủi ro khi bị ốm đau. Tham gia bảo hiểm y tế đó là một cái giải pháp để mà đóng góp khi lành và để dành khi ốm. Xin được cảm ơn những thông tin hết sức bổ ích của bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nó có tính chia sẻ cộng đồng, được Đảng, Nhà nước rất là quan tâm coi trọng. Vì quyền lợi cũng như là ý nghĩa nhân văn trên thì mọi người hãy tham gia bảo hiểm y tế. Mục phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.